Chào mừng cả nhà tới đến với Hàn Quốc. Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch chuyến đi lần này của nhà hàng. Của cả nhà. Sau khi được gặp mọi người, em sẽ cùng thông hành chung chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mọi người. Cả nhà ơi, tôi đã biết xin hết chưa? Thế thì bây giờ trước tiên, chúng ta sẽ đi đến sẽ bị nhé. Cả nhà vẫn luôn đi theo em à. Cả nhà lần lượt chúng lên sẽ bị nhé. Cả nhà đã ngồi vào hết chưa? Và cho em sẽ giới thiệu chi tiết về lịch trình của chúng ta. Mọi người chỉ cần xem lịch trình. Em đã là thơ gà. Trước tiên chúng ta sẽ đi bên này. Ở bên này có là sáng tác. Chúng ta có thể cảm nhận được một xe bằng hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn còn nét nhà thuật hiện đại. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến chúng ta mua sắm hiện đại sau nơi được xem là mỗi người nổi tiếng hát ở xeo xeo gần đời. Chúng ta sẽ mặt sáng tay đôi và sau đó xuống vào tối với món sườn răm. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đến công viên sống hẳn tập và đi sao và thăm hương không khí xeo vào buổi tối. Ở chợ đêm sống hẳn, chúng ta cũng sẽ ăn với món ăn ngon và uống một ly bia nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến khách sạn con lê nhị đêm. Đó là lịch trình ngày mai. Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ đi cung kiến bục trước. Cung kiến bục được gọi là vợ chung các cung điện. Sau khi tham quan hết cung dùng bục, chúng ta sẽ tham nhà sang nơi vừa được một cờ để tham quan sau gần đây. Vốn là đó là địa điểm tung thúng xin súng nhưng đã trở thành tài nguyên du lịch mới. Sau khi tham quan nhà sang, chúng ta sẽ dùng ăn trưa với mì tương đen ướt nổi tiếng ở một nhà hàng Trung Hoa. Sau đó chúng ta sẽ đi vào con đường Miếng Đông. Chúng ta sẽ đi mua sắm ở chúng ta mua sắm xin xe kê nơi đó chỉ là một thời điểm nóng sau gần đây. Sau khi mua sắm quay về, chúng ta sẽ ăn tối với cảnh sát lông và vang vào Miếng Đông. Sau khi giờ ăn tối ngon miệng, chúng ta sẽ và đi bộ còn dừng ta cảnh cùng đọc sư và tận hưởng không khí yêu biển của Hàn Quốc. Sau khi đi dạo, chúng ta nghỉ ngơi ở khách sạn Chu Sơn. Đó là lịch trình ngày cuối cùng. Buổi sáng chúng ta sẽ đi sông suối. Sau này sông suối cũng được xem là một địa điểm hạn nhất ở Seoul. Trước tiên chúng ta sẽ đi dạo ở Seoul. Seoul được gọi là Central Park của Hàn Quốc và là nơi thích ở để đi xã ngoài. Sau khi đi xã, chúng ta sẽ ghé thăm Grand Seoul là công sản văn hóa phức hợp. Ở đây, chúng phải vào liều nơi thiên nhất.
Sau khi ghé thăm nơi đây, chúng ta sẽ ăn trưa với món tiền trong giờ, trong giờ, trong giờ. Trong giờ và đi quán cà phê. Khu sông Xuân là nơi có nhiều quán cà phê nổi tiếng. Thành quán cà phê, chúng ta có thể thưởng thức một món tráng miệng Hàn Quốc ngon, uống một ly cà phê ngọt ngào. Sau đó chúng ta sẽ lên giám sư, nơi có tòa nhà cao, tầng cao nhất ở Seoul. Sau khi mua sắm ở tháp Lotte, chúng ta sẽ đi bộ qua hồ Sóc Chân một chút. Cuối cùng chúng ta sẽ chụp ảnh rồi di chuyển đến sân bay Incheon. Đến bây giờ đây là lịch trình chi tiết của chúng ta. Em sẽ ra cả nhà đến nơi an toàn. Em là Huân, hướng dẫn viên du lịch. Cảm ơn cả nhà. Chào mọi người. Chào mừng cả nhà gia đình của cô. Chào mừng cả nhà gia đình với Hàn Quốc. Chào mọi người, chào mọi người, em tên là Huân, hướng dẫn viên du lịch. Chào mừng cả nhà ta đến với Hàn Quốc. Chào mừng cả nhà ta đến với Hàn Quốc. Chào mừng, em tên là Hoa, là hướng dẫn viên du lịch chuyến đi này của cả nhà.
Chào mừng cả nhà ta đến với Hàn Quốc. Chào mừng em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch chuyến đi. Chuyến đi lần này qua cả nhà. Chào mừng cả nhà ta đến với Hàn Quốc. Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch và trải chuyến đi qua cả nhà. Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch và trải chuyến đi lần này. Chuyến đi lần này qua cả nhà. Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch và trải chuyến đi lần này qua nhà. Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch và trải chuyến đi lần này qua cả nhà. Sắp với tất cả mọi người. Chào mừng
Chào mọi người, em tên là Huân, là hướng dẫn viên du lịch phát triển chuyến đi lần này của cả nhà. Sắp với được cả mọi người. Em sẽ cùng đồng hành. Chuyến đi ba ngày hai đêm của cả nhà ơi, đã đi vệ sinh hết chưa? Bữa làm tiếp theo em à. Lên xe bình nhé. Cả nhà tao ngoái vào hết chưa? Bây giờ em xin giới thiệu chi tiết về lịch trình của chúng ta. Mọi người chỉ cần xem lịch trình mà em đã là được à?
Em đã là đâu cả. Mọi người chỉ còn xem linh chỉ. Mọi người chỉ còn xem linh chỉ. Và em đã là đâu cả. Em đã là đâu cả. Cả nhà đã ngồi vào hết chưa? Cả nhà đã ngồi vào hết chưa? Cả nhà đã ngồi vào hết chưa? Bây giờ em sẽ giới thiệu về chi tiết về lịch sử. Bây giờ em xin giới thiệu chi tiết về lịch sử của chúng ta. Cả nhà đã ngồi vào hết chưa? Đã ngồi vào hết chưa? Bây giờ em xin giới thiệu chi tiết về lịch sử. Lịch sử của chúng ta. Mọi người chỉ cần xem lịch sử. Mọi người chỉ cần xem lịch trình mà em đã là được à. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến vấn đề. Ở vấn đề có lần sáng tá. Chúng ta sẽ cảm nhận. Yes, sir. Chuyện tập bằng hồ.
Tôi được xem là một người nổi tiếng nhất. Một người nổi tiếng. Một người nổi tiếng, nổi tiếng. Một người nổi tiếng, một người nổi tiếng. Một người nổi tiếng nhất họ sẽ hơn sau một người. Chúng ta sẽ một xem tay thôi. Sau đó sumbat tôi vài món sườn giam chà chắc tiền sẽ đi ở vấn lê có lần sáng tá à, chúng ta có thể chúng ta có thể cảm nhận được một xíu bằng hồi hướng cuộc xưa bằng hồi hướng cuộc xưa nhưng vẫn còn nét nhà thuật hiện đại, còn nét nhà thuật hiện đại. Sau khi tham quan vấn đề, chúng ta sẽ sự mạnh tục ăn xưa, sẽ sự mạnh xưa và món bị nữa. Chúng ta sẽ đi ở vấn đề có năng sáng tạo. Chúng ta có thể cảm nhận được một xíu bằng hồi hướng cổ xưa, bằng hồi hướng cổ xưa, nhưng vẫn có lẽ nghệ thuật hiện đại sau khi tham quan. Chúng ta sẽ ăn trưa với một vị nữa nổi tiếng mà vẫn lên. Tiếp theo chúng ta đi đến trung tâm mua sắm hiện đại. Nơi được xem là một nơi này tỉnh nhớ ở sâu xa gần đó.
sợ. Chúng ta sẽ đi vừa sợ.
chừng là tôi với bạn sinh ra sẽ khiến sau chúng ta sẽ đến công viên hàng xóm. Tôi và chị sẽ và tôi cũng kỳ sâu vào vội tối ở cho đêm sớm mà chúng ta cũng sẽ phải muốn chúng ta sẽ đến khách sạn có lẽ nghỉ là lịch sử. Tôi là lịch trình ngày mai. Tôi là lịch trình ngày mai. Sau khi sao, sẽ đi cùng nhóm tôi gọi là phát chung các cúng diện và chúng cá cũng diện sau khi tham quan hết kiến trúc cũ, chúng ta sẽ thăm nhà sàn
nơi vào đâu mà vào để tham quan sao hoàn thơ và mọi vừa tôi ơi nơi mở cửa để tham quan ao gần rơi xin hỏi tôi xin hỏi nhưng đã chút tháng tay ngoài về phần là
Chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ ăn tối với cải sơn long và bạn vào Myeongdong đông sau khi xuống phật tối ngon mì sau khi xuống phật tối mì ngon mì tối ngon mì sau khi xuống phật tối sau khi xuống phật tối ngon mì ngon mì chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ và đi bộ con dương đã cài cùng đã cài cùng đọc sư đã cài cùng đọc sư và tân hương và tân hương và tân công khí giao viện của Hồng Quốc sau khi đi sao chúng ta nghỉ ngơi chúng ta nghỉ ngơi ở khách sạn Joseon đó là lịch trình ngày cuối cùng buổi sáng chúng ta sẽ đi sông su là sau này sông su cũng đang là được xem là một tiêu điểm hạn nhất ở Seoul sau này sông su là một địa điểm sau này sông su được xem là sông su được xem là một địa điểm hạn ở Seoul một địa điểm hạn nhất ở Seoul thì chúng ta sẽ đi sao sao
Seoul, Central Park của Hàn Quốc. Là thế cô tê xì xa ngoài là nơi thế cô tê xì xa ngoài này thế tê xì xa ngoài này. Bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm Grand Shizu là công sản văn hóa phố cổ. Tên địa điểm này nhớ là quá khu mà Sau khi kết thúc nơi đây, chúng ta sẽ ăn trưa với hoàng thị trấn giờ và đi qua cà phê. Cô sáng sớm là nơi có gì?
là có nhiều quán cà phê nổi tiếng, khu sản xuất là nổi tiếng, nơi có nhiều chúng ta có thể thưởng thức món tranh miệng, món tranh miệng trong nhà phố mà chúng ta sẽ đến chăm chỉ. Đây có tòa nhà cao nhất, sẽ sau khi bước ra mà thăm lá tế, chúng ta sẽ đi vào quang hồ sau chung một chút sau chung một chút chút cuối cùng chúng ta sẽ bằng trời thì chuyển đến sông Ba Hiên Trần. Đó là lịch trình và ngày đêm của chúng ta. Em sẽ theo cả nhà đến, nơi an toàn. Em là Hương, hướng dẫn viên xử lý. Cảm ơn cả nhà.